Ban biên tập xin kính chào quý vị khán giả. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong bản tin ngày hôm nay. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất mới nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, liên quan đến tình hình bão lũ tại Trung Quốc, ngay sau khi cơn bão số 9 đổ bộ vào phía nam tỉnh Quảng Đông cuối tuần qua, thì cơn bão số 11 lại tiếp tục đi vào tỉnh Phúc Kiến của nước này. Cơn bão với sức gió mạnh khủng khiếp, với tốc độ gió giật cấp 8, khiến 115.000 người phải lập tức sơ tán. Hiện đã có 5 người mất tích do mưa lớn của bão gây ra. Theo đó, bão số 11 đổ bộ Đài Loan Trung Quốc lần thứ nhất vào ngày Chủ nhật. Sau đó nó có vẻ đã rời đi nhưng rồi lại đổ bộ lần thứ hai vào ngày hôm sau trước khi giảm cấp độ từ bão rất mạnh xuống thành bão mạnh. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất từ Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc NMC cho biết, khoảng 5:20 sáng ngày thứ ba theo giờ địa phương, bão số 11 đã đổ bộ vào bờ biển huyện Đông Sơn, tỉnh Phúc Kiến, miền đông nam của nước này. Khi đổ bộ, sức gió tối đa vùng gần tâm bão đạt cấp 8. Ngay sau đó, khoảng 6:45, cơn bão này lại đổ bộ dọc bờ biển huyện Nhiêu Bình, tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, cùng với sức gió cao nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8 khi đổ bộ. Gần 115 người đã được sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm. Khi cơn bão tràn vào với tốc độ gió tối đa là 20 m một giây, trước đó, do ảnh hưởng của bão, một số khu vực ở tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông và đảo Đài Loan đã có mưa to đến rất to. Thành phố Phúc Châu, thủ phủ của tỉnh Phúc Kiến và phía đông của Đài Loan, có nơi lượng mưa lên tới 261-382 mm. Do tốc độ hoàn lưu còn sót lại của bão di chuyển chậm, cơ quan khí tượng quốc gia Trung Quốc dự báo các tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông sẽ liên tục có mưa, lượng mưa tích lũy lớn và mang tính cực đoan. Do vậy, cần đề phòng thiên tai thứ cấp do mưa gây ra. Một số khu vực ở Phúc Kiến ghi nhận lượng mưa hơn 300 mm chỉ trong hơn 24 giờ. Trong khi đó, theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, bão gây mưa xối xả ở thành phố Phúc Châu đã khiến cho một chiếc xe cứu hỏa bị rơi xuống sông ở huyện Vĩnh Thái. Tại đây, vào lúc sáng sớm ngày thứ ba, bên trong xe có 8 người. Tính đến 5:30 cùng ngày, 3 người đã được cứu sống, hiện vẫn còn 5 người mất tích. Chính quyền Phúc Châu cũng đã phải yêu cầu các cấp học từ mầm non, tiểu học đến trung học trong thành phố nghỉ học trong ngày thứ ba, sau khi cơ quan khí tượng tại đây phát đi cảnh báo bão màu đỏ, mức nghiêm trọng nhất trong hệ thống cảnh báo thiên tai. Trong khi hình ảnh trên các trang mạng xã hội cho thấy, các phương tiện bị dòng nước cuốn trôi và một số ô tô bị mắc kẹt trong khu vực nước dâng cao, nhiều thành phố khác ở Phúc Kiến như là Hạ Môn, Trương Châu, Tuyền Châu cũng đã phải cho học sinh nghỉ học. Hàng trăm tuyến giao thông đường bộ và đường thủy đã phải ngừng hoạt động, nhiều chuyến bay đã bị hủy tại hai sân bay Phúc Châu và Tuyền Châu, các điểm du lịch và công viên đã bị đóng cửa. Các cảng giao thông ven đường và đường sông cũng bị đình chỉ. Cơ quan dự báo quốc gia cho biết, cơn bão đã suy yếu và trở thành bão nhiệt đới. Sau khi đổ bộ vào đất liền vào khoảng 5 giờ sáng ngày thứ hai, bão số 11 đã hai lần đổ bộ vào hai tỉnh của Trung Quốc đại lục. Hiện đã có những người mất tích do mưa lớn của bão gây ra. Trước đó, cơn bão này cũng đã đổ bộ hai lần vào đảo Đài Loan, khiến cho gần 130 người bị thương và hàng trăm ngàn gia đình mất điện. Sau khi đi qua khu vực miền nam của đảo Đài Loan, bão đi ra biển, rồi chuyển hướng lên phía bắc và đổ bộ vào thành phố Cao Hùng lúc 4 giờ theo giờ địa phương. Giới chức đảo Đài Loan thông báo gần 80 người bị thương do bão số 11, không có người thiệt mạng. Các hãng hàng không đã hủy 23 chuyến bay quốc tế xuất phát từ đảo Đài Loan và 189 chuyến bay bên trong hòn đảo. Bão số 11 đã khiến hơn 217.000 hộ gia đình trên đảo Đài Loan mất điện. Một người dân sống tại đây cho biết, "Tôi đã sống ở đây rất lâu và tôi chưa bao giờ thấy gió mạnh đến vậy. Bão số 11 là cơn bão đầu tiên đổ bộ trực tiếp vào hòn đảo này trong vòng 4 năm qua. Trước khi bão đổ bộ, giới chức Đài Loan đã sơ tán hơn 7.000 người tại các khu vực có nguy cơ cao." Một chuyên gia khí tượng của đảo Đài Loan cho biết, tâm bão số 11 gần như bao quanh thành phố Cao Hùng trong đêm. Khi di chuyển dọc theo bờ biển phía tây nam của hòn đảo, bão số 11 suy yếu do ảnh hưởng từ địa hình trong khu vực. Tuy nhiên, cơ quan dự báo quốc gia thông báo, cơn bão số 11 là cơn bão cuối cùng đổ bộ vào Trung Quốc trong thời gian này. Sau bão số 9 và số 11, cơn bão mang tên Kirogi, cơn bão số 12 sẽ tiếp tục ảnh hưởng. Bão số 12 di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc về phía Nhật Bản trong vài ngày và dự kiến sẽ di chuyển nhiều hơn về phía Tây trong những ngày tiếp theo. Vì đang di chuyển vào vùng nước mát hơn và không có nhiều năng lượng, nên bão số 12 ít khả năng mạnh lên, nhưng sẽ gây mưa. Hiện tại đang là cao điểm của mùa mưa bão Tây Thái Bình Dương, vì vậy có khả năng sẽ sớm có thêm nhiều cơn bão nữa. Thưa quý vị, cùng với diễn biến của bão số 11, áp thấp nhiệt đới Yemen được dự báo sẽ di chuyển về phía Bắc theo hướng Đông Bắc ra xa Philippines. Áp thấp nhiệt đới không ảnh hưởng trực tiếp đến Philippines. Tuy nhiên, áp thấp nhiệt đới cùng với bão số 11 đang tăng cường gió mùa Tây Nam cho quốc gia Đông Nam Á. Theo thông tin mới nhất từ cơ quan thời tiết Philippines Pagasa cho biết, tâm áp thấp nhiệt đới vào lúc 4 giờ sáng ngày thứ ba,
ước tính cách bắc đảo Luzon của Philippines 925 km về phía đông, với sức gió tối đa 45 km/h, ở gần tâm giật 55 km/h và áp suất trung tâm 1.002 HPA. Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển chậm về hướng bắc, với gió mạnh trải dài tới 150 km tính từ tâm. Hiện Philippines chưa phát tín hiệu gió bão nhiệt đới nào với áp thấp nhiệt đới mới nhất vừa hình thành. Theo Pagasa, áp thấp nhiệt đới này không ảnh hưởng trực tiếp đến Philippines. Tuy nhiên, áp thấp nhiệt đới cùng với bão số 11 đang tăng cường gió mùa Tây Nam cho quốc gia Đông Nam Á này. Do đó, mưa thường xuyên được dự báo xảy ra ở phía Tây của Luzon trong 3 ngày tới. Dự báo thời tiết của Pagasa lưu ý, do rãnh áp thấp nhiệt đới của nó trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác ở khu vực Batanes, Cagayan và Isabel. Do mưa vừa tới mưa to, những khu vực này có nguy cơ xảy ra lũ lụt hoặc sạt lở đất. Cùng với diễn biến của bão số 11, áp thấp nhiệt đới này được dự báo sẽ di chuyển về phía bắc theo hướng đông bắc ra xa Philippines. Do đó, tại Philippines, gió mùa Tây Nam được dự báo sẽ suy yếu trong tuần. Áp thấp nhiệt đới ít có khả năng gây ra tình trạng biển động trên bất kỳ vùng biển nào của Philippines trong giai đoạn dự báo. Tuy nhiên, do gió mùa Tây Nam mạnh lên một chút, nên cảnh báo gió giật áp dụng với các vùng biển phía Bắc của Luzon, bờ biển phía Tây của Trung Luzon, bờ biển phía Tây và phía Nam của Nam Luzon và bờ biển phía Tây của Bisaya. Áp thấp nhiệt đới được dự báo sẽ ở xa đất liền Philippines và có thể rời khỏi vùng biển trách nhiệm của Philippines ngay trong tối ngày 5 tháng 9 hoặc ngày 6 tháng 9. Dưới dạng bão nhiệt đới rời vùng biển Philippines, áp thấp nhiệt đới này sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc hoặc Bắc Đông Bắc về phía vùng biển phía Nam của Nhật Bản. Trước tình hình bão lũ đang hình thành và càn quét các quốc gia láng giềng của Việt Nam, mới đây Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông báo về tình hình các cơn bão có thể xuất hiện tại nước ta. Theo đó, trong khoảng tháng này sẽ có khả năng xuất hiện bão số 4 và bão số 5. Người dân cần đặc biệt đề phòng để tránh bão trong thời gian này. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát bản tin dự báo xu thế khí hậu trong tháng này. Theo đó, trong tháng này, nhiệt độ trung bình khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C so với trung bình nhiều năm, cùng thời kỳ khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Lượng mưa trong tháng này, tổng lượng mưa trên khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến thấp hơn từ 10 đến 30, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ phổ biến cao hơn từ 15 đến 30. Khu vực miền Tây Nam Bộ cao hơn từ 10 đến 20 so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Về cảnh báo thời tiết nguy hiểm, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong tháng này, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện từ 2 đến 3 cơn trên khu vực Biển Đông, bao gồm cả cơn bão số 3 và có thể ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Trong tháng này, trên khu vực Trung Bộ, nắng nóng có xu hướng suy giảm so với tháng trước, ít gay gắt, không kéo dài. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng xuất hiện mưa dông mạnh kèm theo mưa lớn, mưa tập trung nhiều vào thời điểm chiều tối, mưa lớn, dông lốc, sét, mưa đá. Hiện tượng mưa dông, lốc, sét có thể kèm theo mưa, đá vẫn tiếp tục xuất hiện trên phạm vi toàn quốc. Về cảnh báo thời tiết nguy hiểm, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong tháng này, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện từ 2 đến 3 cơn trên khu vực Biển Đông, bao gồm cả cơn bão số 3 và có thể ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Trước tình hình bão lũ đang dần hình thành, lực lượng cứu hộ, cứu nạn cùng với người dân cần chủ động những biện pháp ứng phó với thiên tai, giảm thiểu tối đa những thiệt hại về người và tài sản. Đồn biên phòng Sầm Sơn phụ trách địa bàn 14 xã, phường khu vực biên giới biển thuộc huyện Quảng Xương, thành phố Sầm Sơn trên địa bàn có hơn 2.600 phương tiện khai thác hải sản, trong đó có 368 tàu đánh bắt xa bờ. Xác định công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai là những tình huống tai nạn nguy cấp, đe dọa tính mạng và tài sản của người dân. Thời gian diễn ra nhanh chóng, tính chất phức tạp. Bởi vậy, đồn biên phòng Sầm Sơn đã chủ động triển khai công tác nhận định tình hình thiên tai từ nay đến cuối năm nay có thể còn diễn biến phức tạp, khó lường. Các đơn vị bộ đội biên phòng tỉnh tiếp tục quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án, kế hoạch sớm phát hiện các dấu hiệu nguy cơ ảnh hưởng của thiên tai tại các đơn vị và địa bàn phụ trách. Tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện đề án nâng cao năng lực ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên khu vực biên giới. Vùng biển tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030 đạt hiệu quả cao. Vâng, thưa quý vị, liên tiếp các cơn bão xuất hiện trên Biển Đông trong thời gian này gây ảnh hưởng nặng nề đến con người và tài sản. Mùa bão đang đến gần, người dân Việt Nam chủ động phòng tránh bão đang tới, phối hợp cùng lực lượng phòng hộ địa phương để đưa ra những phương án an toàn cho bản thân và gia đình. Tất cả những tin tức mới nhất về tình hình bão sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là kết thúc. Mọi thông tin, đóng góp xin để lại dưới phần bình luận. Nếu thấy hay hãy cho chúng tôi một like.
comment, share và nhấn chuông để đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.